tập 14. Anh Nhiên, nói với mọi người chuyện này nhé. Sau này nếu Trường Đua không có việc gì thì anh sẽ không đến nữa. Không đến nữa? Trường Đua sẽ sắp đóng cửa rồi sao? Vậy anh đi đâu thế? Đi đâu vậy? Đi tìm vợ. Vợ? Em ở dưới lầu, đi hẹn hò đi. Hẹn hò đi. Bố, bố về phòng ngủ đi. Bố muốn ngủ lắm chứ, nhưng bố sợ bố đi ngủ con liền ra ngoài mất thì phải làm sao? Con ngoan ngoãn nghe lời, ở yên trong nhà biết không? Bố về phòng ngủ đi, đã mệt thành thế này rồi. Được rồi, được rồi, bố ngủ trước đây, con phải khóa trái cửa đó. Chúc bố ngủ ngon. Bố ngủ ngon nhé. Đã bảo em đừng gọi suất ăn tình nhân rồi. Đừng đặt. Em nhìn đi, toàn bộ đều là món đường. Lát nữa em ăn không được. Sao ăn không được chứ? Chị gái phải bù lại toàn bộ lượng đường em không ăn trong 20 năm qua mới được. À đúng rồi, chú Đường có ý kiến gì về chuyện tiệm bánh ngọt không? Vẫn thế thôi. Từ khi xảy ra chuyện khám thai, ông ấy cũng không nhắc gì đến nữa. Nói thật là chị cũng rất khó chịu. Trước đó vì chuyện thi lên tiến sĩ, cãi nhau với mấy lâu như thế, khó khăn lắm mới làm lành được. Bây giờ lại vì chuyện mở tiệm cãi nhau với ông ấy. Nhưng em lại không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế. Nếu chị nghe lời chú Đường, từ bỏ việc mình muốn làm, vậy nếu sau này chị hối hận thì phải làm sao? Đến lúc đó chắc chắn chị sẽ oán trách chú Đường, còn không bằng bây giờ liền làm việc bản thân muốn làm. Giữ vững lập trường. Nếu ngộ nhỡ giữ vững lập trường là sai thì sao? Ngộ nhỡ bố chị vì chuyện này mà đoạn tuyệt quan hệ với chị, mà chị vẫn chưa được sống cuộc sống mà mình muốn thì sao? Giám đốc nhà đất Đường Thương Mại. Cô Đường, nếu cô suy nghĩ xong rồi thì hãy nói cho tôi biết. Bên này sẽ giúp cô trả khoản tiền tạm ứng. Đừng sợ, dù sao thì em cũng sẽ luôn ở bên chị. Sai rồi thì chúng ta làm lại từ đầu. Đoạn tuyệt quan hệ thì chúng ta đã thành công rồi. Đi xin lỗi chú Đường. Tôi quyết định rồi. Chị, chị em ở lại đi. Đáng thương vậy à? Đến từ đâu thì về đó đi. Về nhà đi.
Về nhà. Về nhà cho chị. Cho em ở lại đi. Đi đi. Đứng lại. Nửa đêm nửa hôm, cậu ở bên ngoài cửa sổ con gái làm gì đó? Anh họ. Anh, sao anh đột nhiên quay về vậy? Khoan hãy nói chuyện đó. Nửa đêm rồi hai đứa còn làm gì đó? Em cầm vali hành lý giúp anh. Anh ơi đi thôi. Nhanh lên. Trưa nay có bữa tiệc chào mừng, bắt buộc phải đến. Quý Hàm, cậu có cảm thấy hôm nay ấn đường của mình có sắc đen không? Sao vậy? Cơ thể cậu không thoải mái à? Không dám nhớ lại. Quý Hàm, nhà cậu thích con rể như thế nào vậy? Cậu hỏi điều này làm gì vậy? Thì là mình phải chính thức đi gặp mặt phụ huynh của Đường Vi Vi. Cậu nói xem mình phải làm sao đây? Không được, không được. Mình phải ra ngoài suy nghĩ một chút. Gặp phụ huynh nhà hàng Cá Giường. Hôm nay nhân dịp anh họ con về, chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện đi. Cậu à, cháu thấy đây cũng không phải chuyện gì lớn. Để cháu hỏi cậu ta xem tình hình thế nào. Cậu uống trà trước đi. Tránh ra, tránh ra. Sao lại có thai chứ? Sao nhất thời không để ý em liền có thai được vậy? Đương nhiên, đương nhiên. Anh cũng không trách em đâu. Vì vì của chúng ta là một cô gái tốt. Điều tại Lâm Nhiên. Đúng. Tràn rồi, tràn rồi. Cậu nhìn mình đi. Đến rót trà cũng rót thành thế này. Cháu xin lỗi, không sử dụng những biện pháp an toàn kia thì cũng đã đành. Bây giờ còn dẫn theo Vivi của chúng ta đi mở tiệm. Cậu có quan tâm đến người phụ nữ có thai này không đó? Chú Đường, cháu sai rồi. Cháu nghe được chuyện này một cái là lập tức quay về luôn. Máy bay bị trễ giờ, cháu đói tới mức sắp ăn cả ghế ngồi luôn. Vivi, có phải Lâm Nhiên bỏ bùa em rồi không? Em không được để cậu ta mê hoặc đâu đó. Anh, anh nói đúng lắm. Đúng cái gì mà đúng? Rót trà đi. Rót đầy. Tránh ra, tránh ra. Anh họ, em thực sự rất muốn mở tiệm bánh ngọt. Em cũng đã gửi khoản tiền tạm ứng mở tiệm rồi. Chuyện này đã được quyết định. Bây giờ anh nói những điều này có phải quá muộn rồi không? Vivi nói đúng lắm. Em yên miệng đi. Cởi miệng cho tôi. Vivi, anh thật sự không hiểu. Sao em có thể nhìn trúng thằng nhóc vô dụng này chứ? Đàn ông không đa dáng đàn ông, sao có thể bảo vệ người nhà thế được? Cái đừng nói nữa. Cậu là cậu của cháu. Cháu đây là vì Vivi. Cậu bảo cháu đừng nói nữa thì đừng nói. Được rồi, được rồi, được rồi. Tiệm bánh ngọt là con muốn mở, Lâm Nhiên là do con chọn. Hai chuyện này không có gì phải bàn nữa. Anh à, khó khăn lắm anh mới về nước. Hôm nay chúng ta tập trung ôn lại chuyện cũ. Những chuyện khác thì miễn bàn, ăn cơm thôi. Cô đi vệ sinh một lát. Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Mọi người quay về sắp xếp công việc đi. Lê Tưởng, cô ở lại một lát. Tiểu Lê à, hiện tại làm gì ở công ty thế sao? Có vui không? Rất tốt mà. Thấy cô còn trẻ, có bạn trai chưa? Không phải căng thẳng, chúng ta chỉ tùy tiện trò chuyện chút thôi. Sếp à,
Trước đây có lẽ tôi có một vài hành vi không thỏa đáng, nhưng tôi không để ảnh hưởng đến công việc mà. Tôi nhất định sẽ chú ý. Tôi không có ý này. Quan hệ của cô và giám đốc Cận của Hoa Nạc không tồi chứ? Chuyện huy động vốn của công ty chúng ta cứ bị gián đoạn mãi. Hay là giao chuyện này cho cô nhé. Cô cũng là một thành viên của công ty rồi, nên gấp sức thì phải gấp sức, đừng đụng đẩy nữa. Sếp à, chúng tôi không thân, nhiều nhất cũng chỉ được coi là bèo nước gặp nhau thôi. Nhưng giám đốc Cận nói hai người là bạn mà. Công ty các anh có một người tên Lê Tưởng đúng không? Đúng vậy, hai người quen nhau à? Một người tôi quen, hôm khác chúng ta hẹn nhau ra ngoài cùng ăn cơm nhé. Được, để anh sắp xếp cho. Vậy thì cảm ơn nhé. Adline. Nghe nói chúng ta rất thân. Nghe nói chúng ta còn là bạn nữa. Sao lại nói lung tung với người ta vậy? Thế này là có ý gì? Lẽ nào cô ấy không chỉ muốn làm bạn với mình? Quả nhiên là phong cách của cô ấy. Trừ 5 điểm. Nhưng cô ấy như này là cùng mình. Thôi vậy, miễn cưỡng cộng 10 điểm. Cô chú ý lựa chọn từ ngữ. Chắc là bạn bè giúp đỡ nhau, cũng không cần mời cơm để cảm ơn đâu nhỉ. Sao lúc nào cũng là ăn cơm vậy? Cô không có chuyện gì khác để làm à? Vậy chúng ta làm không? Cô gái này cũng tùy tiện quá rồi đó. Bắt buộc phải trừ điểm. Thực ra hình như cũng không cần trừ. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Không đâu, hơi sớm một chút. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không phải mối quan hệ để làm loại chuyện này. Chị Tưởng, chị Tưởng, chị làm gì vậy? Cà phê. Không có gì, không có gì. Quảng trường Thái Hòa. Sao rồi? Có nghĩ được cách gì để em gái cháu quay đầu là bờ không? Không phải chứ cậu à. Đây đều là lỗi của thằng nhóc Lâm Nhiên kia. Sao cậu cứ muốn đối phó với Vivi mãi vậy? Cháu đừng quên, hai chúng ta thuộc cùng một phe đó. Đừng tự mình hại mình. Được được được. Vậy hai chúng ta đều suy nghĩ được không? Cậu bảo cháu quay về là để giải quyết vấn đề. Cháu đi đi. Không phải chứ cậu. Cậu đi mới danh chính ngôn thuận chứ. Cháu vượt qua ngàn dặm đường để về đây. Vẫn là cháu đi thì hơn. Cháu đi đi. Cháu đi đi. Cháu không đi. Cậu là cậu của cháu. Cậu bảo cháu đi thì cháu phải đi. Hiểu không? Cậu. Cậu ơi, vừa nãy cháu đã nói với Vivi rồi. Thái độ của con bé kiên quyết như thế. Nếu thủ đoạn của cháu quá hèn hạ, Vivi sẽ không ghét cháu chứ. Hình tượng của cháu trong lòng con bé sẽ không bị trừ điểm nặng chứ. Từ Kiến, chỉ cần tư tưởng không tụt dốc thì biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn. Yên tâm mà làm đi. Cậu mãi mãi ủng hộ cháu. Cậu đi thanh toán. Cậu. Vivi à, em thích chàng trai như thế nào? Vivi, em nhìn đi. Anh thực sự rất thương em đó. Đây tuyệt đối là tìm theo tiêu chuẩn của em đó. Chào chị. À đúng rồi, nói tuổi với chị đi. Chị à, em 21 tuổi. 21. Em thích 22 cơ. Tuổi mụn cậu ta là 22. Nào nào nào, cậu đứng lên. Nói cho chị nghe cậu cao bao nhiêu. Em cao 1m86 chị à. Tôi thích 1m84. Cậu ta cởi giày ra là 1m84, vừa đúng luôn. À thì, nào nào nào, để chị ấy xem cơ bụng. Cô ấy thích người họ Lâm. Vivi, cậu ta cũng họ Lâm. Đây là thứ gì vậy? Lâm Hạo Hiên. Vivi, em để cậu ta đi. Người giống như cậu ta ở bên ngoài có đầy.
Em thích kiểu tính cách tồi như thế đó. Lâm Nhiên, em thấy không hợp, anh lại tìm tiếp cho em mà. Anh à, biết rồi biết rồi. Thất sách rồi. Sạc dự phòng của mình đâu rồi? Mình nhớ mình có đem theo mà. Năm phút mà chỉ chạy được có 50 mét, cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Hôn em, ôm em, an ủi em. Chọn một cái đi. Nhìn lén à? Em nhận ra chị mà. Bước chân của chị, hơi thở của chị, còn cả cái bóng đổ xuống của chị nữa, em đều nhớ hết. Thích chị bao nhiêu năm thì nhớ bấy nhiêu năm. Vậy sao? Vậy em thấy này nên gọi là hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần. Nghiên cứu đã chỉ ra số lần một người xuất hiện trước mặt bản thân càng nhiều, càng dễ sinh ra sự yêu thích đối với người đó. Có người đó. Đường Vivi, cậu, sao cậu lại ở đây? Thằng nhóc đáng chết này, rõ ràng cho biết Vivi đang mang thai, đầu óc chắc có vấn đề rồi. Vậy mà lại muốn chia rẽ hai đứa nó, có phải cháu muốn đứa bé ra đời mà không có bố không? Không đâu cậu, cháu không nghĩ nhiều như thế đâu. Cháu chỉ muốn tìm một người để chuyển sự chú ý của con bé thôi. Đây gọi là di chuyển sự chú ý đó. Hôm nay cậu đánh chết cháu. Cậu, đừng chạy. Cháu sai rồi. Cậu, cháu sai rồi. Cậu à, cháu còn chạy. Cháu sai rồi. Chạy này, cháu sai rồi. Chạy này. Đừng chạy. Cháu sai rồi cậu à. Cháu không dám nữa đâu. Ai bảo cháu không nghe lời. Vivi, chị đổi tên WeChat đi. Đổi thành cái gì? 10. Nghĩa là sao? Em là 89, chị là 10. Hai chúng ta 89 không cách xa 10. Cháu hét cái quái gì vậy? Không phải vẫn chưa chết sao? Không phải đâu, cậu nhìn cái tên đôi tình nhân này đi. Không phải chứ Vivi, 18 năm không thay tên lần nào mà. Đều tại cái tên Lâm Nhiên đó. Tại nó dạy hư Vivi. Đúng thế là nó dạy hư. Cháu đã nói từ trước là chia rẽ bọn nó, cậu còn không đồng ý. Cậu, cậu nghĩ cách đi chứ. Cứ tiếp tục phát triển cái tiến độ này, Vivi sẽ lên cả mặt trăng đó. Lâm Nhiên còn mê hoặc con bé, để con bé đi chốt cái tiệm này. Đã giao tiền rồi chắc không đòi lại được đâu. Giao tiền gì chứ, cậu đã khóa thẻ của con bé rồi. Không phải chứ cậu, đúng là gừng càng già càng cay. Cậu, nhấn lại cho cậu. Còn cần phải nói à? Sao cậu lại thông minh như thế? Còn cần phải nói à? Vẫn là cậu giỏi. Chào buổi sáng. Anh Nhi. Anh Phi. Cậu có từng nhìn thấy hoặc nghe thấy loại tên đôi tình nhân WeChat đặc biệt ngầu không? Ảnh đại diện thì sao? Lâm Nhiên. Cà phê. Tiểu Hàm, cậu có từng nhìn thấy kiểu tên đôi tình nhân WeChat đặc biệt ngầu không? Chắc là có. Kiểu đó của mọi người đều không có gì sâu sắc cả. Mình cho cậu xem cái này. Cậu nhìn đi. Cậu nhìn ảnh đại diện, nhìn tên WeChat này đi. Biết điều này đại diện cho cái gì không? Điều này đại diện cho gì? Tôi có bạn gái rồi. Tiểu Hàm, cậu có bạn gái không? Cậu cảm thấy mình có không? Đỗ Như Nguyên, cậu có bạn gái không? Cậu có bạn gái không? Bị điên à? Sao tôi bị điên chứ? Cậu có bạn gái không?
Không có. Cậu có bạn gái không? Em chào thầy. Thầy ơi, thầy có bạn gái không? Không có, không có. Đừng đùa với thầy nữa. Ra ngoài à? Ờ. Con đi đâu? Con đã hẹn lịch. Con đã hẹn lịch lớp thầy giáo rồi. Lớp thầy giáo mấy tiếng, có xa không? Anh đem đi nhé. Một mình em có ổn không đó? Lớp thầy giáo phải là bố đi cùng. Huống hồ Lâm Nhiên đã đợi em ở dưới lầu rồi. Em đi trước đây, tạm biệt. Cẩn thận chút nhé. Về sớm nhé. Đến sớm vậy à? Đi thôi. Cậu à, con bé không cầm điện thoại. Cái đem qua cho con bé. Cô à, chỗ này cô cũng không hài lòng, chỗ kia cô cũng không hài lòng. Vậy rốt cuộc cô muốn tìm một nơi như thế nào? Cửa tiệm đầu tiên nhỏ quá, không chứa được bao nhiêu khách cả. Cửa tiệm thứ hai thực ra rất phù hợp, nhưng thiết kế ánh sáng tự nhiên hơi kém. Tôi chỉ riêng tiền điện một năm đã bằng với tiền thuê nhà một năm của tôi rồi. Alo. Vậy tôi đợi hai người phía trước nhé. Tạm biệt. Alo. Lâm Nhiên. Vivi không cầm điện thoại theo. Tôi mang qua cho con bé rồi. Cậu lớp nào vậy? Anh họ. Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở cửa cầu thang bộ. Ở tầng 2 à? Bây giờ tôi đi lên. Anh đừng lên, đừng lên. À bây giờ thì bọn em đã không có đó nữa rồi. Bây giờ bọn em đang ở chỗ. Ở chỗ. Bọn em đang ở bệnh viện. Vừa nãy động tác của Vivi không đúng lắm, nên bụng không được thoải mái, nên liền tới bệnh viện kiểm tra một chút. Vậy Vivi không sao chứ? Hai đứa khám trước đi nhé. Có đủ tiền không? Không đủ tôi gửi qua. Cậu nghe nói với Vivi, điện thoại để ở nhà, đừng để đến lúc đó con bé lại lo lắng. Xin chào, xin hỏi anh tìm ai vậy? Với mức giá này, trước mắt muốn tìm được nơi dự ý không dễ dàng lắm đâu. Tôi thấy cô gái như cô nói chuyện làm gì cũng khá đáng tin cậy. Hay là chỗ tôi có một căn nhà của người khác đặt lúc trước, nhưng nếu bàn bạc có lẽ sẽ có chút phiền phức. Cô xem có nhu cầu này không? Anh yên tâm, nếu thực sự phù hợp, giá tiền không thành vấn đề. Vậy được, vậy chúng ta đi trước. Được, đi xin nhà trước được không? Anh Nhiên, cứu giới. Tôi sắp bị giáo viên của cậu hành hạ đến chết rồi. Triển lãm tranh phải triển lãm tranh gì? Dễ thế nào? Cần bao nhiêu bức tranh? Về bản kế hoạch lần trước, sau đó tôi đã làm một bản chi tiết hơn rồi. Cậu tự đọc đi. Vẫn đọc không hiểu. Tranh để làm gì vậy? Dễ thế nào? Xóa màu đi có tác dụng gì chứ? Tác phẩm của trường phái trừ tượng mức này xấu hơn mức kia, tôi không muốn chọn. Đang bận đây, lát về gặp. Cảm thấy thế nào? Tranh này đi. Giống như lúc trước tôi đã nói, căn này thực sự là để cho người khác. Nếu hai người thực sự muốn lấy nó, vì mặt giá cả sẽ... Các anh báo giá đi. Có lẽ sẽ đắt hơn lúc trước một chút. Có được không?
Số dư không đủ. Hay là cô đổi tấm khác đi. Hay là anh thử lại đi. Vậy được. Vẫn là số dư không đủ. Cô còn thẻ khác không? Chào buổi sáng. Chị Tưởng. Chị Tưởng, chị nói xem, chị thế này có được tính là lật thuyền trong mương không? Bớt bớt lại đi. Chị thực sự dị ứng với nó đó. Mùi hương vừa bay hết là đến nữa rồi. Chị Tưởng, hoa mới gửi đến này. Để đây đi. Đứng đây làm gì? Quay về làm việc đi. Alo, Cận Tử Xuyên, có phải anh đang chơi khăm tôi không? Tôi đã làm gì chứ? Ngày nào anh cũng tặng hoa bất hợp. Anh bị điên à? Cô không thích à? Không thích thì dứt đi là sao? Dứt đi cái đầu anh ấy. Ngày nào anh cũng tặng hoa, sếp tôi còn ngày nào cũng đích thân mang đến. Tôi dám dứt à? Tôi... cô đây là lạc mềm buộc chặt. Tôi còn dương đông cách tay, chỉ gà mắng chó đó. Đồ thần kinh. Nói với ai vậy? Làm gì vậy? Chuyện gì thế? Cố Trinh. Không sao không sao. Cậu đọc đi. Lâm Nhiên, cậu ấy. Cậu ta sao vậy? Có phải cậu ta đang chơi khăm tôi không? Cậu ấy thật sự rất thông minh đó. Cậu ấy biết xã hội hiện giờ coi trọng marketing 3 phần vẽ, 7 phần bồi tranh. Cậu nhìn đi. Cậu ấy thực sự rất thích hợp làm triển lãm tranh. Nghĩa là sao? Cậu nhìn nhé. Cậu nhìn đi. Những chỗ này, ở giữa phong cách Candy Sky và phong cách Ma David, cậu ấy đã đặt một bức tranh khác để làm bước đệm. Cậu ấy thực sự rất thông minh. Vậy tôi xem thử. Tôi đi trước đây.